Mới về Livina 7 chỗ số tự động nè anh chị, đăng kiểm tới 5 sao luôn. Tự động 7 chỗ ngồi gầm cao 4 mâm 4 giỏ mới sơn si đẹp. Anh em về chỉ việc lên xe là đi, không làm gì nữa. Xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ, ghế da zin còn luôn. Và đang để cho anh chị em mình chỉ có bao nhiêu tiền đâu, 245 triệu 7 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng. Cua về lòng về còn riêng hết luôn nè anh chị. Về chỉ việc lên xe là đi thôi. Dàn ghế anh chị nha nè, ghế da zin, tiếp ly zin. Anh em không cảm em lỡ đóng cửa rồi em quên. Đó anh chị nhìn nè, dàn ghế rất là đẹp nè. Vô lăng nè, túi khí ABS màn em rồi, số tự động nè. Về chỉ việc lên xe là chạy thôi. Xe cộp lắm anh chị nha. Livina này bên em còn tới 3 mẫu anh chị. Số sàn tự động có đủ. Anh chị qua lựa, lái thử, chạy thử, trải nghiệm thử. Thịnh Bến Tre có nhiều xe đang ngồi đợi anh em chốt xe. Anh em qua lựa chạy thử vô tư nha. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo. Chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe, hòa thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc nha. Cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo nha anh em ơi. Anh chị nào muốn xem nhiều hình hơn á thì anh chị mình cứ vào Facebook bấm Thịnh Mắt, bấm theo dõi đăng ký để cập nhật, để xem được nhiều hình ảnh hơn. Từ anh Thành Bến Tre nha, em cảm ơn nhiều.